Rất vui được gặp lại quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, thời xưa có câu ngạn ngữ, hữu tâm vô tương, tương gia tâm sinh, hữu tương vô tâm, tương tùy tâm diệt. Ý nói, có tâm thì dẫu vô tướng, tướng cũng sẽ do tâm mà sinh. Có tướng mà không tâm thì tướng ấy cũng tùy tâm mà tiêu mất. Một người có hậu vận ra sao, tất cả biểu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Bố mẹ sinh ra ta có một khuôn mặt hoàn thiện, nhưng theo thời gian, khuôn mặt sẽ tùy theo tâm tính mà thay đổi. Khuôn mặt của một người có liên quan mật thiết với nội tâm bên trong của người đó. Tướng mạo cũng là điều dễ thu hút người đối diện, nhưng tâm tính của bạn mới chính là điều quan trọng nhất quyết định tướng mạo. Muốn tâm an yên, hãy thường xuyên tu dưỡng những điều sau đây quý vị nhé. Đặc điểm thứ nhất, ngũ quan tươi nhuận hài hòa. Người xưa có câu tâm sinh tướng, tướng là tấm gương phản chiếu nội tâm và ngoại hình là biểu hiện của nội tâm. Ngũ quan trên khuôn mặt của một người thể hiện tâm hồn, nhân cách và đạo đức của chính người đó. Một người có ngũ quan đoan trang cũng là đang tích lũy phúc đức. Đời sau của một người có phúc hay không, nhìn ngũ quan lại có thể biết rồi. Thực tế cho thấy không phải ai sinh ra cũng may mắn có ngũ quan cân đối hài hòa. Theo thời gian, đường nét khuôn mặt sẽ thay đổi theo tâm tính của mỗi người. Một người sinh ra đã có ngũ quan đoan trang là do đã tích lũy phúc đức từ kiếp trước. Một người càng sống ngũ quan càng rạng rỡ hài hòa là do trước đó nhân từ hành thiện, từ trong tận cùng đau khổ mà có thể nhẫn nại vượt qua không oán thán. Vén mây đen nhìn thấy mặt trời, lúc ở trên đỉnh cao sự nghiệp mà không phóng túng, cần kiệm liêm khiết, ức chế dục vọng cá nhân và tích đức cho bản thân thay vì chạy theo danh lợi vốn chỉ là mây gió thoảng qua mà sống một đời thiện lành an nhiên, phúc báo từ đó mà ra, hậu phận sẽ muôn phần mỹ mãn. Đặc điểm thứ hai, đôi tai biết lắng nghe. Thành ngữ Việt Nam có câu, tai to mặt lớn là tướng làm quan. Nhân tướng học cũng cho rằng những người tai to, dái tai dày là người giàu sang phú quý và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vậy nhưng, 30 chưa phải là Tết, kết quả thành bại của một đời người là quá trình tu dưỡng cả đời và được khẳng định ở hậu phận. Trong cuộc sống, chúng ta hẳn đã gặp không ít người tai to mặt lớn ở chốn lao tù hoặc trong những trại cải tạo và cũng không ít người có đôi tai nhỏ bé nhưng lại có sự nghiệp đồ sộ và gia đình hưng thịnh khi đã qua tuổi tứ tuần. Bạn mất 3 năm để học nói nhưng mất cả cuộc đời để học cách im lặng. Im lặng không đơn giản là không nói gì. Im lặng là một nghệ thuật mà bạn phải mất rất nhiều năm tháng cùng với sự trải nghiệm mới có thể thấu đạt. Bởi chỉ những người từng trải để thành công trong cuộc sống mới đủ sâu sắc. Để hiểu được rằng năm tháng làm chúng ta già đi, trưởng thành hơn, trầm tư hơn, không ồn ào, không thanh luận. Cũng không còn hiếu thắng, im lặng để tĩnh tâm quan sát cuộc đời và mới có cơ hội để lắng nghe thấu hiểu. Đặc điểm thứ ba, miệng không xuất ác ngôn. Cổ nhân thường giảng ngôn do tâm sinh, nếu miệng luôn nói những lời không tốt, chê trách nói xấu người khác, nói những lời nguyền rủa mắng nhiếc người khác, đều sẽ nhanh chóng bị tổn đức, mất đi phúc báo. Đôi khi cười cợt phỉ báng người khác tưởng chừng như vô hại, dù chưa gây ra tai hại to lớn gì đối với người, nhưng đối với bản thân người nói thì đã là đang tạo nghiệp rồi. Cổ nhân dạy, miệng nói lời hay như nhả ra châu ngọc, nên làm người hành sự không được tùy ý. Lời nói không thể tùy tiện, một lời nói lành ba đông ấm. Ác ngôn hại người 6 tháng hàng, một lời đã nói như bát nước hắt đi, không lấy lại được, vậy nên càng có tuổi càng phải quản cho tốt cái miệng của mình. Không nói những lời thiếu suy nghĩ, không nói những lời hồ đồ, không nói những lời tổn thương người khác. Không nói lời đâm thọt mà nói lời hòa hợp, không nói lời thô ác mà nói những lời hòa nhã, thương yêu, khích lệ. Đặc điểm thứ tư, mắt không coi thường người. Đôi mắt cửa sổ của tâm hồn, bản chất thiện ác, tốt xấu, buồn vui, yêu hận đều hiện ra ở đó. Qua một ánh mắt có thể thâu tỏ bản chất, tính cách và cả tâm trạng của một con người. Nhân tướng học cho rằng những người có đôi mắt trắng giả là người độc ác, người có đôi mắt ướt là người yếu đuối, dễ bi lụy và người có đôi mắt sáng có trí tuệ tinh anh. Vậy nhưng đôi mắt cũng như ngũ quan trên khuôn mặt sẽ thay đổi theo tâm trạng và tâm tính của con người. Qua tuổi 40 ai cũng hiểu rằng nếu chúng ta làm gì cũng có thể coi trọng người khác thì họ có thể cảm nhận được sự tôn trọng của chúng ta. Từ đó trở đi việc giao tiếp sẽ rất thuận lợi và cũng có thể tích lũy nhiều mối quan hệ. Một ánh mắt yêu thương trìu mến có thể làm ấm lòng một đứa trẻ mồ côi. Nếu nhìn kỹ những gia đình hạnh phúc, gia giáo, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy những người lớn tuổi trong gia đình luôn có ánh mắt cương trực nhưng cũng rất gần gũi nhân từ.
trước 40 tuổi, tướng mạo của bạn chủ yếu phụ thuộc vào cha mẹ, bởi gen của họ quyết định ngoại hình của bạn. Đồng thời, lời nói và việc làm mà họ dạy cho bạn là yếu tố quy định thứ gọi là phong thái khí chất. Người xưa thường quan niệm sau tuổi 40, tướng mạo của một người như thế nào phụ thuộc vào cách người đó trau dồi nội tâm của mình trong suốt những năm tháng sống tự lập. Bước sang tuổi 40, bạn phải có phong thái và cách nhìn phù hợp với tuổi tác, bản sắc và địa vị xã hội của mình. Nhà văn Nhật Bản Shoji Otaku từng nói, bộ mặt của một người chính là bản lý lịch, phẩm chất và sự tu dưỡng bên trong, quyết định hình ảnh và phong cách bên ngoài của bạn. Câu này không sai chút nào, những điều bạn đã nói và đã làm trong nửa đầu cuộc đời, những kiến thức bạn học được và những kinh nghiệm bạn trải qua, tất cả đều vô hình trung làm thay đổi diện mạo của bạn trong nửa sau cuộc đời. Nếu bạn đối xử với người khác bằng thái độ hằn học trong nửa đầu cuộc đời, thì nửa sau cuộc đời bạn sẽ nhận lại phần thưởng là sự xấu xa. Thế nhưng, nếu bạn luôn có niềm vui và lòng trắc ẩn, thì cuộc sống thoải mái chắc chắn sẽ ở bên bạn. Dù có làm gì đi chăng nữa, sau cùng đừng để ngoại hình sau tuổi 40 của mình trở nên quá xấu xí. Có câu ngạn ngữ hữu tâm vô tướng, tướng tùy tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Nghĩa là có tâm mà không có tướng thì tướng sẽ do tâm mà sinh ra, có tướng mà không có tâm thì tướng sẽ bị tâm tiêu diệt. Tướng mạo của một người sẽ thay đổi tùy thuộc vào suy nghĩ thiện ác và hành động tốt xấu của người đó. Cố Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln từng phỏng vấn một nhân viên ứng tuyển vào Nhà Trắng. Trợ lý của ông cho rằng ứng viên này rất có năng lực, nhưng Lincoln lại không chấp nhận. Người trợ lý ngạc nhiên hỏi, ngài thấy anh ta không tốt sao? Lincoln đáp, không phải, mà vì tôi không thích ngoại hình của anh ta. Người trợ lý tò mò hỏi tiếp, vẻ ngoài không ưa nhìn chẳng lẽ cũng là lỗi của anh ta sao? Lincoln nói, ngoại hình của một người trước 40 tuổi là do cha mẹ quyết định, nhưng ngoại hình sau 40 tuổi là do bản thân anh ta quyết định. Thật vậy, ngoại hình mà cha mẹ ban cho thì không có cách nào thay đổi, nhưng nhân cách và những trải nghiệm cuộc sống sẽ để lại dấu ấn trên khuôn mặt, lời nói và hành vi của mọi người. Tướng mạo của một người trong nửa cuộc đời còn lại là do tâm của người đó quyết định. Tướng tùy tâm sinh, tướng là tấm gương phản chiếu của nội tâm. Tâm như thế nào thì ngoại hình sẽ thế ấy. Vậy nên mới nói tướng là kết quả của tâm, còn tâm là nguyên nhân của tướng. Đại thi hào Tô Thức từng nói, phúc hữu thi thư khí tượng hoa, nghĩa là trong lòng có sách vở, tất mặt mũi sáng sủa. Cho nên thân khoác áo phải thô sơ mà trong tâm chứa đầy thơ ca bác học, thì tướng mạo bên ngoài cũng tự nhiên mà quý phái cao sang. Trong Tứ Khố Toàn Thư có chép, đừng nhìn tướng mạo mà trước tiên hãy nghe thanh âm của người ta. Đừng nghe thanh âm mà trước tiên hãy quan sát hành vi của người. Đừng quan sát hành vi mà trước tiên hãy xét cái tâm của người ta. Ở đây cũng là nhấn mạnh cái tâm quyết định cái tướng của con người. Như câu chuyện về cố Tổng thống Lincoln ở trên, không phải là ông chấp vẽ bề ngoài mà từ bề ngoài ông đã có thể nhìn sâu vào được nội tâm của người đó. Quý vị thân mến, tâm sinh tướng còn có một hàm nghĩa cao hơn. Chính là hoàn cảnh xung quanh một người sẽ thuận theo nội tâm của họ mà thay đổi. Chính vì vậy trong cuộc sống, con người ta cần nhất là một nội tâm an hòa tốt đẹp. Một người luôn mang trong mình lòng thù hận thì sẽ mang một khuôn mặt khó khăn, khiến cho người khác khó ưa. Trái lại, một người luôn mang trong mình lòng từ bi, lương thiện thì vẻ ngoài của họ nhất định sẽ hiền lành, nhã nhặn, phúc hậu và khiến người khác muốn lại gần. Người xưa có câu, tâm thái của bạn là gì thì cuộc sống của bạn sẽ trở thành thế ấy, vận mệnh của bạn cũng sẽ như thế. Vì vậy, nếu một người muốn trở nên tốt đẹp hơn cả về tâm hồn và dung mạo thì hãy dùng tâm niệm tốt đẹp để đối đãi với thế gian. Có thể làm được những điều sau đây, bạn sẽ phát hiện ra rằng chẳng những hết thảy mọi thứ trong cuộc sống của mình đều trở nên tươi đẹp mà tâm tính và dung mạo của mình cũng càng ngày càng đẹp hơn. Thứ nhất, biết khen ngợi. Có một sự thật rằng, lời hay thì ai cũng muốn nghe. Nếu biết khen ngợi, miệng nói lời hay ý đẹp, thiện ngôn thì không chỉ người khác nghe được mà bản thân cũng nghe được. Mà không chỉ người muốn nghe lời hay, sự vật cũng là như vậy. Nhà Phật cho rằng vạn vật có linh, mọi thứ xung quanh ta đều có thể nhìn thấy, nghe thấy. Một số thí nghiệm khoa học đã phát hiện ra rằng dùng thiện niệm có thể cải biến vật trở nên tốt, còn ác niệm sẽ khiến cho vật trở nên xấu xí. Đơn cử như, nếu như cây cối thường được người ta khen ngợi, nói lời tốt đẹp thì sẽ phát triển tốt hơn dù được chăm bón dinh dưỡng như nhau. Thứ hai, nhẫn nhịn nhiều hơn. Một người nhẫn nhịn nhiều hơn, giảm thiểu sự tức giận thì đương nhiên mọi việc sẽ tốt hơn. Trong Kinh Phật có câu rằng, vi nhân sửu lậu,
Hỷ sân khuệ cố, ý nói người lớn lên xấu xí khó coi là bởi vì kiếp trước thường hay tức giận, căm hờn. Một người đoan chính trắng trẻo, nét mặt tỏa sáng, chân tay mềm mại, gặp người người thích, được mọi người yêu mến là bởi vì kiếp trước họ đã tu nhẫn mà thành. Thứ ba, biết cảm ơn. Người hiểu được ơn huệ của người khác đối với mình, biết cảm ơn là người đẹp nhất. Mỗi ngày đều mang một tấm lòng biết ơn hết thảy, biết ơn một bông hoa, một cọng cỏ, biết ơn mọi người sẽ khiến bạn cảm thấy hết thảy đều trở nên có ý nghĩa với bản thân mình. Người luôn mang trong mình tấm lòng biết ơn thì nội tâm lúc nào cũng tỏa hương thơm ngát như một bông hoa mê đắm lòng người. Một người tràn đầy hương thơm thì tâm tính và dung mạo sao không thể xinh đẹp như hoa được. Thứ tư, thường xuyên mỉm cười. Người ta nói rằng nụ cười giống như một đóa hoa xinh đẹp nhất nở trên khuôn mặt. Nụ cười luôn làm rung động lòng người, khiến người khác vui mừng theo và khiến cho mọi người xích lại gần nhau hơn, trở nên thân thiết hơn. Điều quan trọng nhất là mỉm cười không chỉ để người khác thấy vẻ đẹp của bạn mà còn giúp thể hiện tấm lòng của đối phương. Nụ cười luôn mang đến cho người khác niềm vui và niềm hạnh phúc, mang đến sự thỏa mãn trên tinh thần. Đôi khi hai người gặp nhau chỉ cần mỉm cười đã là một cách chào hỏi đủ để cho một người cảm thấy tinh thần phấn khởi trong cả ngày. Người thường xuyên mỉm cười như vậy sao có thể không gặp được những điều tốt đẹp. Thứ năm, kết giao với người lương thiện. Người xưa đã đúc kết lại rằng gần bậc thì đen, gần đèn thì rạng. Cho nên ở gần với những người tốt, người lương thiện thì bạn tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của họ. Sau một thời gian, bạn cũng sẽ cải biến mình trở nên tốt hơn, lương thiện hơn. Người tốt, người lương thiện không chỉ thể hiện ra bề ngoài mà quan trọng hơn là ở tâm linh của họ. Nó không thể giả vờ ra được. Nếu thường xuyên tiếp xúc với người tốt thì vô hình chung cũng sẽ khiến tâm linh của bạn trở nên đẹp hơn. Thứ sáu, có đức tin. Nhà Phật dạy con người phải chân thật nhẫn nhịn, lương thiện từ bi, trở thành một người thật sự tốt. Cho nên một người có tâm hướng Phật, tin vào thần Phật sẽ cân nhắc trước khi làm một việc gì đó. Mỗi khi cân nhắc đến việc làm của mình, họ sẽ nghĩ xem việc mình làm có phương hại đến ai không, có chân chính đúng đắn không. Do đó họ sẽ không dễ làm việc ác, việc xấu, làm tổn hại người khác. Người như thế tâm của họ sẽ đẹp và khiến mọi người xung quanh đều yêu mến, muốn được tiếp xúc, được đến gần. Ngoài ra, người tin vào thần Phật sẽ tin vào thiên lý, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Do đó họ không dám làm việc ác, luôn hành thiện tích đức, giúp đỡ mọi người. Người như vậy không cần nói ra, người khác cũng cảm nhận được họ là người có tâm tính tốt, là người thật sự tốt và dung mạo của họ cũng sẽ thể hiện ra nét hài hòa, đôn hậu. Thứ bảy, thái độ hòa nhã. Trong cuốn sách Sử Thế Kỳ Thư, Phi Lô Dạ Thoại có nói, chào đón mọi người với thái độ hòa nhã, đáp lại mọi việc bằng tình yêu thương. Dùng thái độ hòa nhã để giao tiếp với người khác sẽ khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Đây là cách tu dưỡng tuyệt vời cho một người. Người xưa cũng có câu hòa khí sinh tài vận. Trong mắt người xưa luôn tồn tại khái niệm dĩ hòa vi quý. Người hòa nhã thường lương thiện như nước, lấy nhu khắc cương, biến mâu thuẫn thành vô hình, không ngừng tu dưỡng và cũng tích được nhiều phúc khí. Một người thân thiện với người ngoài là khôn ngoan, thân thiện với người nhà chính là tu dưỡng. Dù bạn là ai thì lòng người đều tương thông. Nếu bạn đối xử tử tế với người khác thì tự nhiên người khác sẽ báo đáp công đức bằng nhân đức. Tóm lại, người có thái độ hòa nhã, tinh thần tốt và tướng mạo tốt, phần khí sẽ tự nhiên đến, theo đó mà đường tài lộc cũng ngày càng rộng mở. Thứ 8, làm việc cương nghị. Tục ngữ có câu nói năng thì nhỏ nhẹ, làm việc phải cứng rắn. Một người khôn ngoan thật sự không phải làm mọi việc trơn tru, mà là phải kết hợp giữa cứng rắn và mềm mỏng, giữ vững nguyên tắc trong lòng. Sinh ra là con người làm việc, nếu thiếu đi sự cứng rắn thì cũng giống như mất đi xương sống vậy. Gặp khó mà lui, làm việc gì cũng phải thất bại. Có thể nói làm việc cứng rắn chính là nền tảng sống của chúng ta. Mạnh Tử từng nói ta rất giỏi trong việc bồi dưỡng những gì mình có. Sự mạnh mẽ và ngay thẳng chính là tinh thần của chúng ta, giúp chúng ta nâng cao sự tôn trọng và phẩm giá của mình. Mưa to gió lớn hãy cứng rắn lên một chút, đứng thẳng và làm việc. Một cách quang minh lỗi lạc, tin tưởng rằng bản thân có thể vượt qua, chỉ bằng cách không hổ thẹn với trời. Không xấu hổ với người khác thì mới có thể có được người khác tôn trọng và công nhận, mới có thể đi được dài và xa hơn. Còn mong bạn và tôi có thể tu thân dưỡng khí, đối xử hòa nhã với người khác, hành động khiêm tốn, tĩnh tâm, biến mọi thăng trầm trên đường đời thành dưỡng chất để đi lên. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé.
Thời lượng của video đến đây là đã hết rồi. Quý vị cũng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.